Những ngày này, người trồng cà phê ở Đắk Lắk rất phấn khởi bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2023-2024 khi giá cà phê hiện đang ở mức 122.000 đồng trên 1 kg ngày đầu vụ. Giá cà phê tăng cao đã đẩy giá nhân công thu hoạch tăng theo. Nhân công hồi nay nó khó kiếm nhân công hồi nay nó đòi cao giá hiện tại bây giờ là cứ nấu giờ cơm đi là bảy tới 300. Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thảo ở xã Hòa Tiến, huyện Rồng Bách có hơn 1 hecta cà phê. Theo chị Thảo, giá nhân công thu hoạch cà phê năm nay tăng mạnh so với các năm trước nhưng cũng rất khó thuê. thuê nhân công cũng khó chứ người ta đi làm cách vô Sài Gòn rồi hết rồi không có thuê được nhân công. Hiện nay Đắk Lắc nhiều vườn cà phê đã vào độ chín rộ, nông dân cần thu hoạch nhanh để tránh hao hụt cũng như mất cấp, nhu cầu nhân công thu hái cà phê vì thế tăng cao.